năm hồ bơi kỳ lạ và độc đáo nhất trên thế giới. Giữa thời tiết nóng nực của mùa hè, những bể nước trong xanh luôn có một sức hấp dẫn kỳ lạ. Bạn muốn đắm mình trong nó để tận hưởng cảm giác thư giãn khi được nổi bồng bềnh trên mặt nước. Và dù bạn có thích bơi lội hay không, thì bạn vẫn có thể bị cuốn hút bởi năm hồ bơi kỳ lạ và độc đáo dưới đây. Hồ bơi của quỷ. Hồ bơi của quỷ là một hồ nước sâu tự nhiên trên đỉnh thác Victoria nằm tại biên giới giữa Zambia và Zimbabwe ở phía nam châu Phi. Hồ được tạo ra bởi sự xói mòn hàng ngàn năm trước. Ngay trên vách đá, nhưng nó có một mép hồ cao khoảng 70cm nên giúp ngăn những người bơi lội khỏi bị cuốn xuống thác nước bên dưới. Vào mùa khô, từ tháng 9 đến tháng 12 là thời điểm hồ bơi đẹp nhất. Khi nước sông Zambezi chảy không quá xiết, bạn có thể thoải mái bơi ở đây. Khi tung tăng bơi lội, bạn sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ ngay trước mắt. Đặc biệt, hơi nước kết hợp với ánh mặt trời châu Phi sẽ tạo nên những cầu vồng khổng lồ tuyệt đẹp, lơ lửng bắt ngang vào vực thẳm. Hấp dẫn như thế nên hồ quỷ luôn có sức hút đặc biệt đối với du khách khắp nơi trên thế giới. Bởi không gì đau tim bằng thử thách bơi lội giữa ranh giới mong manh là một gờ đá tự nhiên giữa thác cao và vực thẳm. Hồ bơi The Stang. The Stang là bể bơi dành cho những ai yêu thích cảm giác mạnh và những trải nghiệm chân thật nhất. Nằm trong lòng bể bơi là một bể kính trong suốt có thể tích 760 mét khối, nuôi các loài sinh vật biển với hơn 300 loài động vật từ khắp nơi trên thế giới. Trong đó có 6 loài cá mập và cá đuối và một số loài cá có xương sống khác. Bạn sẽ được trượt trong đường ống dài 75m đi xuyên qua bể bơi đầy cá mập này. Bạn cũng có thể dễ dàng nhìn ngắm thủy cung thu nhỏ qua bức tường kính khi bơi trong hồ, hay đơn giản chỉ ngồi trên các ghế dài đặt quanh hồ. Cũng nhờ vào loại hình giải trí đặc biệt này mà khách sạn Rondon Nutcracker là một trong những khách sạn nổi tiếng nhất Las Vegas. Hồ bơi trên không. Nằm ở độ cao 191m trên tầng mái của khách sạn Marine Bay Sands, hồ bơi vô cực Cai Bắc trông tựa như một chiếc du thuyền nằm vắt vẻo trên không trung. Hồ có chiều dài 151m, được thiết kế bằng lọi kính trong suốt làm từ những chất liệu đặc biệt. Hồ bơi trông có vẻ nguy hiểm khi nằm ở độ cao này, thế nhưng trên thực tế, mép bể được lắp những tấm kính bảo vệ rất an toàn. Với thiết kế bao bọc bởi kính trong suốt khiến cho bạn có cảm giác như đang bơi trên bầu trời giữa những đám mây. Thành bên kia của bể bơi trồng những cây cò, có đặt ghế nghỉ vô cùng tiện nghi và sang trọng. Từ bể bơi, toàn cảnh Singapore trải dài đến tận đường chân trời. Với diện tích và không gian rộng lớn nên hồ bơi không có cảnh đông đúc, ngột ngạt mà rất thoải mái và yên lành. Hồ bơi bậc thang. Bamusco là một trong những hồ bơi bậc thang đá vôi đẹp nhất trên thế giới với làn nước ấm trong xanh, gồm tập hợp những hồ bơi tự nhiên có hình dáng như thể được con người xây dựng chứa đầy nước khoáng nóng. Bamusco theo tiếng Thổ Nhĩ Kỳ có nghĩa là lâu đài bông, xuất phát từ việc 17 khoang nước khoáng của hồ bậc thang này đều mang màu nước xanh nhẹ như những nấm bông khổng lồ. Những hồ nước khoáng nóng này là kết quả của hoạt động núi lửa tại vùng Bamusco. Từng dòng nước khoáng chảy xuống các hồ bậc thang có nhiệt độ từ 35 tới 100 độ C và có chứa canxi carbonate nên gây ra các trầm tích ngăn thành những bậc thang kỳ diệu nối tiếp nhau. Nhưng gần đây, việc bơi lội trong hồ cũng đang bị cấm vì những nếp rắp của các bậc thang đã không còn vững chắc như trước. Mặc dù vậy, điều này cũng không làm giảm đi sự hứng thú và trí tò mò được nhìn ngắm những hồ nước bậc thang của khách du lịch. Hồ bơi cá sấu. Bơi cùng với cá heo hay thậm chí cá mập cũng không thể so sánh với cảm giác đứng tim khi ở trong chiếc lồng tử thần gần với cá sấu tại bể bơi Colossaurus Cove ở thành phố Darwin thuộc Australia. Đây là dịch vụ dành cho những người thích mạo hiểm và cảm giác mạnh. Lồng tử thần được thiết kế để đảm bảo an toàn cho người bên trong khi họ quan sát những con cá sấu dài gần 5m bơi lặn và ăn mồi. Mỗi lượt trong lồng kéo dài 15 phút. Nhưng trước tiên, bạn sẽ được treo lơ lửng trên mặt nước để xem cá sấu ăn mồi. Sau đó, lồng kính được hạ xuống bể bên dưới, nơi những con cá sấu khổng lồ này bơi sát lại phía bạn. Khi nhìn thấy người, cá sấu càng tăng cảm giác thèm ăn. Bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác khót tim này và tận mắt chứng kiến cá sấu ăn những miếng thịt lớn. Các bạn vừa xem xong video năm hồ bơi kỳ lạ và độc đáo nhất trên thế giới. Và với những hồ bơi trên, bạn thích trải nghiệm hồ bơi nào nhất? Hãy bình luận bên dưới nhé! Cảm ơn các bạn đã xem kênh và đừng quên đăng ký để theo dõi những video mới nhất trên kênh của chúng tôi.